Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của bóng đá STV trong buổi chiều ngày hôm nay ngày 6 tháng 9. Kính thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19 giờ ngày hôm nay ngày 6 tháng 9 thì trận đấu đầu tiên của vòng loại của giải U23 châu Á 2024 giữa đội tuyển U23 Việt Nam và một đội bóng được đánh giá yếu hơn khá nhiều, đó là đội tuyển U23 Guam cũng sẽ được diễn ra. Và với một cái thực lực được đánh giá rằng là vượt trội so với đội bóng đó là đến từ Guam, đội bóng khách thôi. Người hâm mộ tin rằng là các học trò của huấn luyện Philippe Chuchè sẽ có một cơn mưa bàn thắng vào lưới của đội bóng này trong trận đấu diễn ra vào buổi tối ngày hôm nay ở trên sân Việt Trì Phú Thọ. Mà trận đấu này thì chúng tôi thấy rằng sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh FPT Play, và đặc biệt vừa qua thì trên trang Facebook, trang chủ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cũng đang tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội bóng đó là U23 Yemen và đội tuyển U23 Singapore. Vì vậy mà đây là một trận đấu chắc chắn mà các cổ động viên bóng đá Việt Nam cũng hoàn toàn có thể theo dõi một cách vô cùng dễ dàng. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng cổ vũ dành cho thầy trò ông Philippe Chuchè sẽ có được trận đấu thành công, một trận đấu ra quân trong cái buổi tối ngày hôm nay nhé. Và hiện nay để bắt đầu vòng loại U23 châu Á 2024 với thành phần tốt nhất sau khi mà đã sàng lọc được lực lượng cũng như là rèn giũa được rất nhiều qua các trận đấu, những giải đấu ở vòng chung kết U20 châu Á, rồi là SEA Games 32, và đặc biệt đó là giải đấu U23 Đông Nam Á 2023 vừa qua với chức vô địch, thì những cái tên tốt nhất cũng đã được huấn luyện Philippe Chuchè chốt lại. 23 cầu thủ vào danh sách chính thức của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham gia thi đấu tại vòng loại giải U23 châu Á 2024. Và vừa qua thì ông Philippe Chuchè cũng tỏ ra cực kỳ tự tin, và bên cạnh đó thì cũng tỏ ra tôn trọng đối thủ và cho rằng mặc dù là cuộc đối đầu với U23 Guam, một đội bóng được đánh giá là yếu hơn khá nhiều so với đội tuyển U23 Việt Nam, thế nhưng toàn đội sẽ cần phải cực kỳ cẩn trọng, bởi quan trọng thì vẫn là kết quả thôi. Mọi thứ thì cũng chỉ là lý thuyết, nói thì cũng chỉ là nói suông thôi. Vì vậy mà trận đấu vào buổi chiều tối ngày hôm nay, kết quả cuối cùng thì mới là một điều quan trọng nhất. Và nhà cầu môn người Pháp vừa qua thì cũng đang có khá nhiều những sự lựa chọn về mặt nhân sự. Thậm chí thì nhiều người nói rằng là ông ấy đang có một cơn đau đầu. Thế nhưng đây là một cơn đau đầu dễ chịu khi mà chúng ta đang có một lực lượng chất lượng thực sự vô cùng đồng đều và rất là đông đảo. Trong quá trình chuẩn bị thì các buổi tập vừa qua thì những cầu thủ của U23 Việt Nam đã được huấn luyện Philippe Chuchè chia vào các nhóm khác nhau để tập trung cùng một cái giáo án với các đàn anh ở trên đội tuyển quốc gia. Và điều này thì cũng đã khích lệ cho rất nhiều tinh thần của những cầu thủ để làm sao họ sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa. Và trong cái buổi tập thì ông Philippe Chuchè cũng đã cố gắng để giúp cho những cầu thủ có được cơ hội để cọ sát với các đàn anh, để trao dồi những kinh nghiệm, được học hỏi những kinh nghiệm, kể cả những tình huống thi đấu ở trên sân, khả năng xử lý những tình huống bóng, kỹ thuật cá nhân, rồi cho đến tâm lý thi đấu ở trên sân nữa. Còn nói về đối thủ của đội tuyển U23 Việt Nam ở trong buổi tối ngày hôm nay, đó là tuyển U23 Guam. Ở trận đấu đầu tiên tại sân chơi U23 châu Á thì đảo Guam đã không tham dự 5 lần trước đó rồi. Và năm nay thì mới là lần đầu tiên đảo Guam tham dự vòng loại U23 châu lục. Và chính vì vậy mà mới đây, huấn luyện Quang Huy cho rằng là đội tuyển đảo U23 Guam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước đội tuyển U23 Việt Nam cũng như giải đấu này. Và dự đoán về kết quả trong trận đấu buổi chiều ngày hôm nay thì anh Quang Huy cũng có khẳng định rằng đây sẽ là một trận đấu rất dễ dàng cho U23 Việt Nam, và đó sẽ là một trận đấu có một tỷ số cực kỳ đậm đà. Để chuẩn bị cho trận đấu được dự báo đầy khó khăn trước đội tuyển chủ nhà, đó là đội tuyển U23 Việt Nam, thì vừa qua huấn luyện viên Dominic đã cho những cầu thủ của U23 Guam đã tập các bài phối hợp nhỏ rồi thoát passing, chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công ở khu vực giữa sân. Và mặc dù không phải chịu quá nhiều áp lực từ quê nhà, song những cầu thủ của U23 Guam vẫn cho thấy được rằng là họ đang có một tinh thần tập luyện rất chuyên nghiệp, thực sự chuyên nghiệp. Và đó là điều cần thiết cho bóng đá của Guam nếu như sau này họ tiếp tục có được những mục tiêu phấn đấu ở trong tương lai. Còn nói về đội tuyển U23 Việt Nam thì thuyền trưởng của đội bóng này cũng tỏ ra tôn trọng và khẳng định rằng là đội bóng của ông đến đây là cố gắng để làm sao cọ sát, để học hỏi. Mà đó chính là điều quan trọng nhất dành cho đội tuyển U23 Guam. Và trận đấu mà chúng tôi đang theo dõi là trận đấu giữa đội tuyển U23 Singapore và đội tuyển U23 Yemen. Đây là một trận đấu mà chúng tôi thấy rằng là chất lượng chuyên môn cũng không phải là quá cao. Và dường như là với U23 Yemen thì họ cũng không phải là đội bóng quá mạnh so với Singapore. Nếu như quý vị và bạn vừa qua có theo dõi trực tiếp trận đấu, ít nhất là trong hiệp 1 chúng tôi đang làm bản tin giữa đội bóng đó là U23 Singapore và U23 Yemen. Những đường tấn công của U23 Yemen cho thấy rằng vẫn chưa thực sự có nhiều sự nguy hiểm. Và với U23 Singapore, thậm chí họ cũng đã tung ra được khá nhiều
những cú dứt điểm về phía khung thành của đội bóng này. Vì vậy đây là một cái giải đấu mà tôi nghĩ rằng là với những gì mà đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta đang có được, sự chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng, và tôi nghĩ rằng là cái lực lượng mà chúng ta đang có được là đang quá tốt. Vì vậy mà với các đối thủ hiện nay, kể cả là những Yemen hay là Singapore, thì tôi nghĩ rằng là với U23 Việt Nam chúng ta sẽ không gặp quá nhiều những khó khăn đâu. Bởi đây là trận đấu, một cái giải đấu mà đội tuyển U23 Việt Nam đang đặt cái mục tiêu, đó là lần thứ 5 liên tiếp chúng ta có được tấm vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Và tất cả những gì đang diễn ra thì mọi thứ dường như là cũng đang ủng hộ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Vì vậy xin nhắc lại thêm một lần nữa rằng là nếu như đội tuyển U23 Việt Nam không thể có được cái quyền đó là tham dự vòng chung kết U23 châu Á, với việc rơi vào một bảng đấu cũng không phải là quá nặng ký như thế này, thì nó chắc chắn sẽ là một trong những áp lực cực kỳ khủng khiếp dành cho huấn luyện viên Philippe Chuchier. Đương nhiên thì chúng ta cũng sẽ không thể nào mà tỏ ra là coi thường đối thủ được. Điều đó là điều khiến cho chúng ta tự giết chết bản thân mình thôi. Thế nhưng như đã nói, việc rơi vào đấu như thế này, cái nhiệm vụ quan trọng và cũng là nhiệm vụ có lẽ rằng là chắc chắn cần phải làm được, đó chính là vượt qua được vòng loại để tham dự vòng chung kết. Và đó cũng chính là cái điều mà bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đưa ra trong cái cuộc họp báo vừa qua, rằng là đối với Philippe Chuchier, nếu như không làm được điều đó thì cho có lẽ rằng cũng đừng mơ mộng gì đến cái việc là đưa đội tuyển Việt Nam chúng ta tham dự vòng chung kết tại World Cup 2026 nữa. Còn kính thưa quý vị và các bạn, vừa qua một thông tin rất đặc biệt liên quan đến Indonesia. Thì mới đây tờ báo của Indonesia tin rằng là lời nguyền này sẽ cản bước đội tuyển U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á. Cụ thể tờ Okzone cho rằng là đội tuyển U23 Việt Nam sẽ không thể vượt qua được vòng loại U23 châu Á. Và mới đây thì họ có đăng tải một cái bài viết với một cái tiêu đề như thế này, thưa quý vị và các bạn: vì lời nguyền vô địch giải Đông Nam Á, U23 Việt Nam sẽ không giành được tấm vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Và trang báo này cho biết là trong những năm trở lại đây thì các đội vô địch tại Đông Nam Á thường không giành được những cái kết quả ở giải châu lục. Trong khi đó thì đội tuyển U23 Việt Nam đang đứng trước nguy cơ tương tự khi mà vừa lên ngôi tại sân chơi U23 Đông Nam Á. Và tờ báo này có phân tích như thế này, thưa quý vị và các bạn: tại vòng loại U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam được xếp cùng bảng C cùng với Singapore, Yemen và Guam. Trên lý thuyết thì U23 Việt Nam sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết khi xét về chất lượng vượt trội so với các đối thủ. Hơn nữa thì U23 Việt Nam còn là chủ nhà của sân chơi này, cho nên họ đang có cơ rất lớn để tiến đến vào vòng chung kết. Thế nhưng một lời nguyền sẽ gây trở ngại rất lớn dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Đó là một số đội tuyển trẻ từng vô địch Đông Nam Á, thế nhưng sau đó lại không thể giành vé tham dự vòng chung kết của châu lục được. Bởi tờ báo này có phân tích, đó chính là cái việc lời nguyền này đã bắt đầu từ năm 2022, khi mà U19 Malaysia lên ngôi vô địch ở Đông Nam Á, và sau đó đội bóng này sẽ không có được cái tấm vé tham dự giải châu Á. Rồi tiếp đó nữa là U16 của Indonesia vô địch U16 Đông Nam Á ở trong trận đấu chung kết gặp U16 Việt Nam. Rồi tại vòng loại U17 châu Á 2023, có cái đầu ấn tượng khi mà thắng Guam với tỷ số 14-0, UAE với tỷ số 3-2, Palestine với tỷ số 2-0. Nhưng cuối cùng thì họ lại thua lượt đấu cuối cùng với tỷ số 1-5 trước Malaysia, thì cuối cùng họ lại bị loại. Và đó là những gì mà tờ báo của Indonesia có cho rằng là chính cái áp lực liên quan đến cái vấn đề liên quan đến về mặt tâm linh sẽ khiến cho U23 Việt Nam sẽ phải ôm hận ở cái giải đấu lần này. Thế nhưng thực tế mà chúng tôi nói rằng là nó cũng chỉ xuất phát từ mới năm 2020-2022 vừa qua thôi. Nó cũng chưa thể coi rằng là những lời nguyền được. Bởi nếu nó là lời nguyền thì nó sẽ phải diễn ra rất lâu và chưa có bất cứ một đội bóng nào họ có thể là giải được. Thế nhưng đây cũng chỉ là mới cách đây thôi, cách đây một vài năm thôi, không có thể coi rằng đó là lời nguyền được. Và tôi tin rằng là với cái lực lượng như thế này mà đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta không thể có được cái tấm vé tiến đến vào vòng chung kết, thì chúng ta thì trách mình thôi. Chúng ta trách mình vì sao? Vì chúng ta có lực lượng mạnh nhất, chúng ta có sự chuẩn bị tốt nhất, chúng ta có được một huấn luyện viên hưởng lương cao nhất từ trước đến nay, 4 tỷ đồng trên một tháng. Đó là những gì mà chính nhà báo Minh Hải đã khẳng định rằng là huấn luyện viên Philippe Chuchier nhận mức lương 4 tỷ. Và như vậy là tất cả mọi thứ tôi nghĩ rằng là đang ủng hộ với U23 Việt Nam. Mà chúng ta không làm được thì chắc chắn là chúng ta tự trách mình thôi. Và người chịu trách nhiệm cao nhất ở đây chẳng ai khác, đó chính là ông Philippe Chuchier. Thế nhưng chúng tôi, vẫn cá nhân chúng tôi vẫn rất tin tưởng và hy vọng rằng là U23 Việt Nam sẽ thành công ở giải đấu này thôi. Bởi mọi thứ rõ ràng là chúng ta đang có rất nhiều những sự thuận lợi, phải không ạ? Còn quý vị và các bạn nhận xét như thế nào về những cái thông tin mà chúng tôi
gửi đến quý vị và các bạn trong bản tin của bóng đá STV ngày hôm nay thì hãy để lại cho chúng tôi một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay nhé. Xin cảm ơn rất nhiều và được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.